Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử diễn ra vừa qua, 18 đại biểu đã được vinh danh là lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong đó, thành phố Đà Nẵng vinh dự góp mặt là một trong số những địa phương có lãnh đạo tiêu biểu về chuyển đổi số. Theo đó, ông Trần Ngọc Thạch, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng được vinh danh là lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Với nhiều thành tích nổi bật về việc xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ chính quyền điện tử, thành phố thông minh, chuyển đổi số, cùng các cộng sự xây dựng nhiều ứng dụng, phần mềm hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả, như giấy đi đường QR code, bản đồ dịch tễ trực tuyến, app Đà Nẵng Smart City, vòng đeo tay thông minh giám sát f một cách ly tại nhà.